Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết thúc đẩy hỗ trợ Mobifone để hai nền tảng số Mít và MobiEdu nhanh chóng chiếm lĩnh 30% thị phần trong năm 2024 và tiến tới 50% thị phần. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng tại lễ công bố quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận hai nền tảng số MobiEdu, nền tảng họp trực tuyến và Mobifone Mít, nền tảng họp trực tuyến trở thành nền tảng số quốc gia tiềm năng diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Trao giấy công nhận và phát biểu, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của đội ngũ phát triển sản phẩm MobiEdu và Mobifone Mít nói riêng, cũng như Mobifone nói chung trong quá trình xây dựng, phát triển và vận hành nền tảng để được công nhận hai nền tảng số là nền tảng số tiềm năng quốc gia. Theo Thứ trưởng, nói nền tảng tiềm năng là đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, quy mô thị trường, kiểm nghiệm thực tế trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nền tảng số quốc gia thì điểm mấu chốt nằm ở chữ quốc gia, nên các nền tảng số quốc gia được kỳ vọng đạt 50% thị phần trong phân khúc lĩnh vực. Thế tuy nhiên là đây cũng là một cái chỉ tiêu hết sức là thách thức, và vì vậy thì cũng là có một cái bước đệm, và cũng là mong muốn là để ghi nhận các cái nỗ lực của chúng ta, thì Bộ đưa thêm một cái gọi là tiềm nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia. Thì đây là chúng ta đã đi được một nửa rất là quan trọng của cả một chặng đường. Nhưng mà nửa còn lại quan trọng hơn là sự chấp nhận của người dùng, sự chấp nhận của thị trường đối với nền tảng số của chúng ta, thì đó mới là cái nội dung quan trọng nhất. Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, nền tảng số cần cung cấp như là một dịch vụ, giống như việc cung cấp dịch vụ viễn thông như là một dịch vụ đến 100 triệu người dân Việt Nam, hay giống như dịch vụ điện, nước. Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu hai nền tảng cần chinh phục trái tim và sự yêu quý của mọi người như là một dịch vụ cơ bản như là dịch vụ viễn thông của Mobifone. Sự kiện công nhận hai giải pháp Mobifone Mít và Mobifone Edu MOOC đạt tiêu chí nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành, phát triển, hướng đi có hiệu quả của Mobifone trong quá trình tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của đất nước. Mobifone đã và đang nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế, làm chủ công nghệ mới. Nền tảng Mít từng bước gặt được những thành công ấn tượng với tổng số hơn 1.500 cuộc họp, hơn 3.579 cuộc họp hàng ngày, cho phép người dùng tổ chức các cuộc họp trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, trên bất cứ thiết bị nào có kết nối Internet. Mobifone cũng phát huy trọng trách dẫn dắt chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, với hệ sinh thái MobiEdu đem tới bộ giải pháp chuyển đổi số giáo dục ưu việt, gồm các giải pháp số quản lý đào tạo cho trường học, doanh nghiệp, hệ thống nội dung học tập đồ sộ cho người học và hệ thống ôn luyện, thi cử trên website MobiEdu.